Và ok, hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Rồi thì sau bao nhiêu ngày tôi không làm về những cái cloud dành cho điện thoại với như là dành cho máy tính này, thì có rất là nhiều bạn đã yêu cầu tôi là làm về cái chủ đề là gửi đến cho mọi người về cái cloud để có thể là treo game mà, đúng không? Rồi thì trong video ngày hôm nay, ngoài cái việc là tôi review một cái phiên bản sau Redmi Note 5 ra, thì tôi sẽ hướng dẫn cho toàn thể anh em nào mà đang sử dụng trên điện thoại với lại là đang sử dụng trên máy tính cách để anh em có thể là vào anh em treo được trong cái cloud Now G mà không cần phải bỏ ra phát VPN nha anh em. Đó thì tí thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em trên máy tính luôn. Chính vì thế là ở trong video này, anh em nào muốn treo được á thì anh em nhớ là xem video thật kỹ để có thể là treo được trong cái cloud Now G nha anh em. Còn bây giờ thì mời anh em đến với lại là cái sò Redmi Note 5 trong video ngày hôm nay thôi nào. Let's go. Và ok, hello anh em ơi, thì trong video ngày hôm nay. Và rồi ok anh em ơi, thì đây là cái sò Redmi Note 5 mà trong video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến cho anh em nha anh em. Thì đó là cái sò Redmi này á, thì anh em dòm cái biểu tượng á thì anh em cũng biết rồi, đó cũng là một trong những cái sò Redmi mà theo kiểu là mới vừa ra mắt ha, và có cái giao diện cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Rồi và đó là cái sò Redmi ngày hôm nay tôi mang đến cho anh em, thì nó hỗ trợ cho anh em hầu như là full chế độ farm nha. Farm level có này, farm direct mode có luôn nè. Rồi farm mastery, farm không thảo trái, farm bond đồ là có đầy đủ cho anh em luôn. Đây ở đây thì tôi test cái chế độ là auto farm bond cho anh em xem ha. Bản này thì được cái á là nó hỗ trợ cho anh em á cực kỳ tối ưu và cực kỳ mượt luôn anh em ạ. Rất là mượt luôn nha anh em. Đó. Và ngoài ra thì anh em có thể là sử dụng để farm Katakuri V1, V2 này, rồi auto farm boss này, farm melee hunter này, rồi auto thu hoạch, tự động thu hoạch melee cho anh em luôn. Đó, anh em nào mà chưa biết cách thu hoạch melee thì anh em chơi cái bản này là nó sẽ tự động nó làm hết cho anh em ha. Và có những cái chức năng là hỗ trợ cho mọi người farm Terosap đồ cái thứ luôn nha anh em. Đó. Rồi còn về phần đánh thì sao? Đây phần đánh thì tôi sẽ cho anh em xem ha. Nó sẽ tiến hành nó gom quái và nó đánh ra bon rất là nhiều luôn nha anh em. Đó, đánh ra bon rất là nhiều luôn. Thì hiện tại là tôi đang chơi bằng giả lập, nhưng mà mọi người có thể thấy là cái tốc độ đánh với lại là mượt, cực kỳ mượt luôn nha anh em. Đó, bản này thì không cần cách cây hoàn toàn 100% luôn. Có wide scan là chắn màn hình để cho anh em nào mà máy lắc để sử dụng luôn này. Rồi hỗ trợ anh em treo rai, full chức năng treo rai cho anh em luôn. Hỗ trợ treo rai này, hỗ trợ tập rai V4 này, hỗ trợ player đi đánh PvP này, hỗ trợ phần David Food, rất là nhiều chế độ cho anh em. Đó, thì nói chung là đây random food, tôi random ra được trái rốc nè anh em thấy không? Đó, rất là nhiều chế độ cho anh em ha. Anh em nào mà muốn sử dụng cái bản này thì nhanh tay nha. Nhanh tay lấy dưới phòng luận game hoàn toàn là miễn phí nha anh em. Đó, anh em thấy không, giao diện cực kỳ đẹp luôn nè, hỗ trợ cho anh em farm rất là nhiều cái chế độ luôn. Đấy, ví dụ anh em không muốn farm bon nữa thì em tắt nó đi nè. Đó, ở đây thì tôi test cái chế độ là auto farm level cho anh em xem đây. Đây auto farm level nè, đó tích vào ha, tự động dịch chuyển tới cái đảo farm level để đánh luôn. Đấy, bản này thì được cái là khi mà anh em sử dụng thì anh em sẽ không cần phải dắt cây, và cũng như là nó hỗ trợ cho anh em hầu như là full clean luôn. Và Lusu, Delta, Cordex, Cubit đồ cái thứ là sử dụng được hết ha. Đó thì nói chung là do là cái thời hạn video có giới hạn đó mọi người, thì chính vì thế là tôi chỉ test sơ cái bản này thôi. Những cái chức năng sau á, những cái chức năng mà theo kiểu anh em cần á thì anh em lấy về anh em sử dụng để anh em biết thêm chi tiết ha. Bản này á thì được cái có thêm chức năng anti-ban nha anh em. À, rồi rồi, ở đây hình như là tôi đang chọn nhầm cái gì đó rồi. Đấy, tôi đang chọn nhầm cái gì bởi vì đang cứ aura auto nè. À, hồi nãy là tôi chọn nhầm cái farm BF battery á anh em. Bây giờ thì tôi tắt nó đi nè. Đó, tắt đi thì nó sẽ farm mượt hơn ha. Đấy, anh em thấy không, farm nè. Trời ơi, gom quái đồ farm rất là ok luôn nha anh em. Đó, thì nói chung là khi mà anh em bật cái chế độ là farm level á thì nó sẽ tự động nó nhận nhiệm vụ với lại là tự động đi farm hết cho anh em nè. Đó, thì quái ra là sẽ tự động làm hết nhiệm vụ farm đồ hết cho anh em ha. Đây quái hiện tại là chưa ra ha. Rồi thì còn về cái chế độ đấy, đấy quái ra anh em dòm nè. Đó, nó đánh này. Nó đánh thì nói chung là nó đánh cũng khá là ngon nha anh em. Đó, quá là ok luôn. Rồi và bây giờ thì anh em nào muốn sử dụng cái bản này nhanh tay lấy dưới phần bình luận game. Còn bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể là sử dụng được cái cloud Now GG mà không cần phải sử dụng phần mềm fake VPN riêng dành cho máy tính cũng như là dành cho điện thoại nha anh em. Ok, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi hướng dẫn trên điện thoại trước ha. Sau khi mà tôi hướng dẫn trên điện thoại xong thì tôi sẽ hướng dẫn cho những bạn chơi trên máy tính nha. Ok, let's go. Và ok anh em ơi, thì như trên màn hình của anh em có thể thấy là hiện tại là tôi đã tiến hành tôi thoát ra ngoài để tôi hướng dẫn cho tất cả anh em chơi trên điện thoại trước về cái cách mà để cho anh em có thể là treo được trong cái cloud Now G mà không cần phải sử dụng những cái phần mềm fake VPN riêng ở ngoài nha anh em. Và anh em lưu ý nha, thì đối với lại cái cách trên điện thoại với lại là cái cách trên máy tính thì hai cái trang Now G nó sẽ khác nhau nha anh em. Chính vì thế là những anh em nào mà chơi trên máy tính thì anh em xem tới cuối video thì tôi sẽ hướng dẫn sau ha. Còn bây giờ thì anh em chơi trên điện thoại hãy làm theo tôi. Rồi thì đầu tiên để có thể mà sử dụng được cái cloud Now G treo một cách mượt nhất và để tối ưu nhất và theo kiểu là không cần sử dụng những cái phần mềm VPN riêng ở ngoài thì anh em phải cần có giúp tôi, đó là cái trình duyệt 3C nha anh em. Và anh em lưu ý nha, thì ở cái thời điểm hiện tại thì cái trình duyệt 3C này nó đã được cập nhật lên phiên bản mới rồi. Chính vì thế là anh em nào mà ở đang sử dụng cái phiên bản cũ thì anh em xóa và anh em tải cái phiên bản mới dưới phần luận game giúp tôi. Rồi thì phiên bản 3C này là phiên bản VIP nha anh em, thì phiên bản VIP thì anh em mới sử dụng được nha. Còn anh em tải trong cái cửa hàng CH Play á thì nó chỉ là phiên bản miễn phí thôi. Còn nếu mà anh em muốn VIP thì anh em phải bỏ phí ra. Còn đối với tôi á thì anh em chỉ việc là kéo xuống phần bình luận game tải cái phiên bản VIP về và không cần phải bỏ bất kỳ một cái chi phí nào ra hết. Rồi sau khi tải về xong rồi thì anh em mở cái 3C lên cho tôi. Rồi sau khi mở cái 3C lên xong thì đây là cái giao diện của nó. Tại đây thì anh em sẽ chọn vào cái góc bên phải phía trên, nó sẽ có cái phần là VPN tích hợp sẵn cho cái 3C luôn. Đó, anh em tích vào ha. Rồi thì sau khi mà tích vào xong thì ở đây là do là cái phiên bản 3C mới mọi người, thì bởi vậy là nó đã được cải tiến về cái tốc độ mạng rồi. Chính vì thế thì anh em sẽ chọn vào cái nước Hoa Kỳ cho tôi để anh em kết nối vào cái nước Hoa Kỳ ha. Đó, thì nói chung là lên cái phiên bản 3C mới thì được cái nó kết nối rất là nhanh nha anh em. Đó, anh em chịu khó anh em đợi một tí nè. Thì sau khi mà kết nối xong thì tốc độ mạng của nó chơi sẽ rất là ổn luôn, giúp cho anh em sẽ theo kiểu là khi mà treo thì nó sẽ không có bị tình trạng đó là bị ngắt kết nối cũng như là bị văng nha anh em.
Rồi đó, sau khi mà anh em đã kết nối thành công cái nước Hoa Kỳ này này, bây giờ thì anh em sẽ vào cho cái trang này giúp tôi đi ha. Rồi cái trang này thì dành cho những bạn nào mà chơi trên điện thoại nha. Rồi thì sau khi mà xong rồi thì anh em sẽ vào cho cái trang này cho tôi ha. Thì cái trang này thì anh em sẽ vào cho trên điện thoại nha. Còn đối với lại trên máy tính thì tí thì anh em sẽ vào cho cái trang nào khác mà tôi mang đến cho anh em sau. Đó, bây giờ thì anh em sẽ vào cho cái trang này cho tôi. Rồi thì cái trang này thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho anh em ha. Đó. Rồi sau khi mà vào rồi thì anh em chịu khó anh em đợi cho nó load ha. Sau khi mà nó load xong rồi thì vào trong thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em có thể là vào trang để anh em có thể là tải được cái cloud về nha anh em. Rồi nha anh em, đó thì sau khi mà nó load vào xong á thì nó sẽ vào trong cái game như thế này. Rồi bây giờ thì sau khi mà vào trong cái game như thế này rồi thì anh em đợi đâu đó là khoảng chừng mười mấy giây thôi là nó sẽ tiến hành nó vào cái bên trong nè. Đó anh em thấy không? Nó vào bên trong rồi nè, rất là nhanh nha anh em. Rồi sau khi mà vào bên trong rồi thì nó hiện lên như thế này, thì bây giờ anh em sẽ ghi cái lệnh là it.com cho tôi. Rồi sau khi ghi xong rồi thì anh em đè vào nè. Đó, đè vào thì nó sẽ hiện lên cái mở Chrome này nè, thấy không? Anh em nhấn vào cái chữ là mở Chrome cho tôi thì lập tức là nó sẽ đưa anh em tới cái trình duyệt web trong cái Navig ha. Rồi sau khi mà tới đây rồi thì quá là dễ rồi. Bây giờ thì mọi người chỉ việc là mọi người vào trong cái trang này để mọi người tải cái clip về cho tôi thôi. Rồi thì bây giờ anh em ghi cái trang là bit.ly nè, rồi chấm nè, ly ngắn nè. Rồi sau đó anh em sạc data HG 123 cho tôi ha. Đó, anh em ghi đúng cái trang này cho tôi. Rồi thì sau khi mà anh em đi đúng cái trang này rồi, đó bit.ly này, chấm ly ngắn này, sạc đặt tắt là 123, rồi sau đó anh em nhấn tìm kiếm này, thì lập tức là nó sẽ đưa anh em tới cái trang và để cho anh em có thể là tải những cái cloud về nha anh em, tải những cái clean về. Đó thì nói chung á là trong cái trang này thì tôi đã cập nhật cho anh em về cái phiên bản mới rồi. Đó, phiên bản Fluxu với lại là data mới nhất dành cho cái cloud nha. Và anh em nhớ nha, là trong cái trang này thì anh em tuyệt đối là không có tải cho cái máy thiệt nha. Tại vì những cái clean này là tôi cập nhật để tôi tối ưu cho cái cloud thôi. Nếu mà sử dụng ngoài máy thiệt có bị ban hay cái gì thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm nha anh em. Rồi ở đây thì bây giờ anh em chỉ việc là anh em nhấn vào nè. Đó, nhấn vào Fluxu nè. Rồi nó đưa anh em tới cái trang Fluxu phiên bản mới nhất nè. Đó, anh em vuốt xuống ha, anh em tải về thôi. Đấy, nhấn vào cái dòng màu xanh này là tải về được rồi nha anh em. Rất là đơn giản cho anh em luôn. Đó, ở đây thì tôi sẽ tiến hành tôi đợi nó tải nè. Đây có cái chữ download link nè, anh em nhấn vào ha. Rồi sau khi nhấn vào xong thì nó hiện lên như thế này, thì anh em nhấn là vẫn tải xuống thôi. Đó thì như thế là anh em đã tải được cái clean xuống rồi nha anh em, rất là nhanh luôn ha. Rồi tải xuống rồi thì anh em nhấn vào nè, rồi anh em nhấn là cài đặt cho tôi thôi. Đấy thì nói chung á là tới cái bước này á là coi như là anh em đã tiến hành anh em cài đặt thành công cái Fluxu rồi nè. Anh em nhấn vào cái chữ mở nè thì lập tức là nó sẽ mở cái Fluxu lên cho anh em. Nó hiện lên cái này thì anh em cấp cái quyền cho tôi ha. Rồi quay trở về. Đấy, nó sẽ vào trong cái Fluxu cho anh em. Rồi sau khi mà vào trong cái Fluxu rồi thì việc của anh em bây giờ là anh em chỉ việc là đăng nhập cái tài khoản cho anh em vào thôi ha. Và rồi thì ở đây là tôi đã đăng nhập vào rồi nè. Đó thì đối với lại cái clean data x vnc thì anh em cũng cài đặt tương tự thôi. Đó, rồi sau khi vào rồi thì bây giờ anh em chỉ việc là anh em vào game là được ha. Đó thì đây là cái cách mà để cho anh em sử dụng chơi trên điện thoại, không có cần phải tải thêm bất kỳ một cái phần mềm vpn riêng ở ngoài nào hết. Anh em chỉ việc là có cái ba c này là anh em chơi được hoàn toàn 100% luôn. Ba c đó anh em thấy không, vào là không cần cái cây luôn nha. Bản này thì no cây nha anh em, đó no cây luôn, rất là ngon nha. Đó. Rồi ok anh em ơi, thì tôi sẽ để cái Fluxu này ở dưới phần ở trong đây để cho anh em có thể là tải cho cái cloud ha. Còn bây giờ thì nói chung là vào tới bước này là coi như là anh em điện thoại đã xong rồi. Đó, còn 3C phiên bản cập nhật VIP này tôi cũng để dưới phần luận game cho anh em tải. Còn bây giờ thì mời anh em đến với lại cách trên PC hồi nào, let's go. Và rồi ok anh em ơi, thì đến với lại cái cách mà đang chơi trên máy tính thì đầu tiên là anh em sẽ sử dụng bằng cái trình duyệt Chrome giúp tôi nha. Đó, anh em phải sử dụng bằng cái trình duyệt Chrome giúp tôi. Rồi thì ở đây là do là tôi che lại với lại là tôi zoom ra, thì do là cái này là theo kiểu là nếu mà tôi không làm thì tôi sẽ bị vi phạm cái chính sách của bên YouTube nha anh em. Chính vì thế thì anh em chịu khó thông cảm giúp tôi. Cái phần mềm này thì nó sẽ tích hợp sẵn trong cái Chrome luôn. Thì tôi sẽ để cái trang của cái phần mềm này ở dưới phần bình luận game cho anh em. Anh em chỉ việc mà nhấn vào rồi sau đó anh em nó sẽ ra như thế này. Đó, sau khi mà anh em nhấn vào cái đường dẫn xong thì nó sẽ ra như thế này nè. Thì cái này là nó đã tích hợp sẵn trong cái Chrome luôn rồi, nó không có phải là phần mềm VPN riêng ở ngoài nha anh em. Đó, rồi sau khi vào trong cái trang như thế này rồi thì có cái chữ là thêm vào Chrome nè, anh em nhấn vào cho tôi ha. Rồi nhấn vào xong thì nó hiện lên cái bảng như thế này, anh em nhấn là app e-station rồi nè. Đó, nhấn vào. Rồi sau khi nhấn vào xong anh em đợi một tí. Đó thì sau khi mà đợi một tí xong là nó sẽ tiến hành nó áp vào cái Chrome cho anh em luôn. Đây, nó sẽ áp vào cái Chrome cho anh em luôn. Đó, anh em thấy không? Sau khi mà áp vào xong thì nó sẽ áp vào cái Chrome cho anh em. Rồi sau khi mà vào như thế này rồi thì bây giờ anh em chỉ việc là anh em cộng thêm một cái trang nữa, anh em vào trong cái trang nào rồi. Rồi thì sau khi mà anh em cộng thêm một cái trang nữa rồi thì bây giờ anh em mở cái phần mềm VPN mà hồi nãy anh em mới vừa thêm vào trong cái Chrome nè. Đó. Rồi ở đây thì anh em sẽ chọn một cái nước đây, anh em đợi một tí cho nó tiến hành nó load những cái nước ra ha. Đây anh em đợi một tí. Rồi anh em nhấn vào cái chữ là ALL nè. Đó, anh em đợi tới giờ tiến hành nó load. Đó. Rồi sau khi load ra xong rồi thì anh em sẽ chọn một cái nước là United States cho tôi ha. Đó, anh em chọn vào cái nước Mỹ nè. Rồi chọn vào xong rồi là nó sẽ tự động nó kết nối với VPN trực tiếp trong cái Chrome cho anh em luôn. Rồi sau khi mà kết nối vào rồi thì bây giờ anh em vào trong cái trang Navig này cho tôi. Cũng là cái trang Navig này thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho anh em chơi trên máy tính ha. Đó, anh em vào trong cái trang chơi trên máy tính này cho tôi. Rồi thì sau khi mà vào rồi thì bây giờ anh em có thể thấy nè là tôi đã vào được bên trong Navig hoàn toàn 100% và không có cần phải cài VPN riêng ở ngoài hay là cái gì hết nha anh em. Rồi thì sau khi mà vào được như thế này rồi, anh em cộng thêm một tab nữa. Rồi sau khi mà anh em cộng thêm một tab nữa thì anh em ghi cái đường dẫn để tải cái cloud về cho tôi ha. Đấy, anh em ghi cái đường dẫn để tải cái cloud này nè. Đó, anh em ghi là y chang chơi trên điện thoại luôn, là bit.bit.ly.ly
sạc đặt HG123. Đó, anh em ghi đúng cái đường dẫn này cho tôi ha. Rồi sau đó anh em nhấn là copy nè. Đó, anh em nhấn copy. Rồi bây giờ anh em quay lại cái nào bờ G. Thì nếu mà nó hiện lên như thế này nè, bây giờ thì anh em sẽ nhấn chuột vào. Rồi sau đó anh em nhấn cái tổ hợp phím là Ctrl V ở trên cái bàn phím của anh em ha. Anh em nhấn là Ctrl V. Đó là nó sẽ hiện lên như thế này. Bây giờ thì anh em nhấn vào ha. Đó, anh em nhấn vào. Rồi, ở đây thì nó ra cái đường dẫn của anh em mới vừa copy nè. Bây giờ thì anh em giữ đè vào cho tôi. Rồi, giữ đè vào nó hiện lên cái chữ Open Chrome nè. Anh em nhấn vào Open Chrome. Đó là lập tức là nó sẽ đưa anh em tới cái trang mà để cho anh em tải những cái clip về luôn. Đây, đó anh em thấy không? Rồi thì nói chung là vào cái bước này rồi thì bây giờ anh em chỉ việc là nhấn vào để tải những cái clip về và làm theo những gì mà như cái như trên điện thoại hồi nãy tôi hướng dẫn thôi. Đó là anh em sẽ tải được và anh em sẽ sử dụng được nha. Rồi thì trong video này thì tôi đã hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể là sử dụng được Now.gg dành cho điện thoại với lại là cho máy tính, không có cần phải tải VPN riêng ở ngoài rồi. Chính vì thế anh em nào thấy video này hay nhớ like và subscribe giúp tôi. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất là nhiều và bye bye anh em.